Thôi mà, ngoan anh Cương. Anh sẽ qua nhanh lắm thôi. Hai năm rồi anh sẽ trở về quê hương, gọi anh ở trên trường. Anh bước chân đi mang trên vai màu áo lịch. Hai năm anh nhập ngũ, em có chờ anh không? Hai năm anh phải sống trong nỗi